Đu tiền, thằng U là trả tiền Lâm giàu vậy? Quái trời đâu rửa cái gì vậy Lâm? Đu, đã vậy mày. À, bây giờ em với anh hai mua PC về chơi không? What? Tôi dẹp nghỉ luôn đi, Thanh Niên Lâm não mà, bà trưởng anh em ơi. Có 1 triệu mà nó rủ mình đi mua PC á. Cái gì vậy anh hai, bây giờ mình ra ngoài chợ mua cái màn hình ở chợ đồ cũ đó anh hai về. Xong gắn cho bộ PC của anh hai chơi là được rồi. À, tính ra là 1 triệu là có thể mua được cái màn hình PC cũ ở chợ đồ cũ anh em ơi. Mà đem về là gắn vô bộ PC của mình là có thể là chơi được ấy. Nhưng mà không biết là có bị lag không anh em ơi. Nghĩ là chắc cũng hơi lag đó anh hai ơi. Nhưng mà ok không sao anh em ơi. Mình với lại là mấy Lâm sẽ đi đến chợ đồ cũ cũng như là sắm một cái PC cũ về anh em ơi. Sau đó là tụi mình sẽ vô chơi game thử cho anh em xem, để xem là bên trong cái PC cũ đó đó là có chơi Wi-Fi được không nha anh em ơi. Bây giờ đi luôn nha. Ok luôn anh hai. Đây đi nè. Ok anh em ơi, sau khi mà tôi lại mấy Lâm đến chợ đồ cũ á, thì cái PC đầu tiên mà tôi lại mấy Lâm thấy chính là cái này nè anh em ơi. Sau khi một hồi quyết định á, thì cái này chính là cái mà tôi lại mấy Lâm muốn sắm này. Giàu to rồi anh em ơi, đây chính là cái màn hình PC mà tụi mình vừa sắm ở chợ đồ cũ về này. Tụi mình vừa cài vô trong cái bộ PC mình nha anh em ơi. Nhưng mà vô game á, mình thấy là cái hàng này bên server nào ấy mà nó giàu kinh điển luôn nè anh em ơi. Trời ơi, trời đặt tên gì anh em mà full súng level 7, level 8 luôn ấy. Ngon rồi, lần này sắm cái chợ đồ cũ không giàu to hết trơn anh hai ơi. Tôi với lại mấy Lâm hên mà trưởng. Nhưng mà một điều đặc biệt đó là ở trong cái màn hình PC nè anh em ơi, là có cả hạt liên quân này, cũng như là hạt một số thứ luôn anh em ơi, liên minh hay này kia cái nọ là có sẵn ở trong luôn ấy. Dầu vấy nồi luôn anh em ơi. Bây giờ là chắc có lẽ mình với lại là mấy Lâm sẽ liên kết cái hàng này qua bên điện thoại anh em ơi. Và tụi mình sẽ đăng nhập vô và sau đó là tụi mình sẽ test thử và review cho anh em xem nha. A few inches later. Hello mọi người, lại là mình Sima đây. Hello mọi người, lại là mấy Lâm cái mình đây. Sau khi mà tôi với lại là mấy Lâm tìm hiểu á, thì cái hàng này là ở bên server của Indonesia nha anh em ơi. Trời ơi, là trời cái hạt gì đâu mà nó giàu kinh điển luôn ấy. Thì không biết là bên server của Indonesia anh em có bầu rầu không anh em ơi. Và đây chính là trận đấu đầu tiên của mấy Lâm ở trong cái hàng này á. Cho nên là mấy Lâm quyết định là sẽ chấp trước 4 ván và sau đó là lật kèo nha anh em ơi. Chấm mấy thanh niên mà Indonesia luôn anh em à. Chơi thế cho nó gọi là máu chiến nha anh em ơi. Ui, thanh niên này cũng giàu đó anh hai ơi. Hồi nãy giờ tôi thấy là thanh niên này chưa có dấu hiệu mà bắn mấy Lâm luôn này. Cứ chạy qua chạy lại anh em ơi. Hình như là ở bên server này văn minh anh em ơi. Kiểu như là chơi theo kiểu là không có cà khịa anh em à. Hồi nãy giờ tôi thấy là không có cà khịa mấy Lâm luôn ấy. À, đấm đấm nè anh em ơi. Rồi, cuối cùng cũng một ván đầu tiên rồi nha. Chỉ là vô tình tôi lại mấy Lâm thử là mua PC về cũng như là chơi game thử cho anh em xem mà quay clip á. Nhưng mà ai ngờ là bên trong cái PC đó là nhiều ạt quái trưởng luôn anh em à. Đủ loại game luôn ấy. Như kiểu là Free Fire này cũng như là Liên Quân người ta tải trên PC người ta chơi anh em là còn dính ạt trên đó luôn anh em ơi. Liên Minh Huyền Thoại cái kiểu này cũng như là Minecraft cái kiểu luôn anh em ơi. Công nhận nhiều ạt thiệt luôn đó anh hai. Nhưng mà tôi lại mấy Lâm chơi Free Fire á cho nên là tụi mình mới vô Free Fire nha. Ơ, hình như là thanh niên này đang cà khịa. Đúng rồi đó anh hai ơi, nãy vừa nói xong luôn á. Quái nồi, tính ra tôi lại mấy Lâm lúc nãy là vừa nói xong là server này văn minh, ai ngờ nó cà khịa quái chạy đâu đổ luôn anh em ơi. Chứ có lẽ là tôi xin rút lại cái lời nói lúc nãy ấy. Thứ gì mà chịu nói thật sự luôn. Thanh niên này là sau khi mà mấy Lâm chấm xong 4 ván là xác định đổi 50 cái nồi cơm điện lên đầu anh em à. Rồi 2 ván rồi nha. Trong trận đấu này mấy Lâm phải mua súng. Đúng rồi Lâm ơi, mua súng nào cùi cùi xíu ấy. Cây M500 này nói chung là mấy Lâm nó cũng không bắn nhiều anh em ơi. Mua những cái súng cùi á, xíu nữa là tới lượt mà mấy Lâm lật kèo anh em là còn những khẩu súng ngon để mấy Lâm lật kèo anh em ơi. Một hồi cho anh đi nè ăn hành luôn nè. Ok, tiếp tục là một trận đấu này mấy Lâm lại đứng im ở nhà nha. Và thêm một trận đấu sau nữa anh em ơi là mấy Lâm chính thức cũng như là sẽ được bắn anh em à. À, dân chơi này qua rồi. À, ngắm ngắm gì đây? Để xem là nó có cà khịa nó không nha anh em ơi. Cà khịa luôn chứ còn gì nữa. Tính ra là tôi vừa nói với tiếng là nó lại cà khịa nó anh em à. Thứ gì mà chịu cho nổi luôn. Tuy nhiên này là có một số hành động tôi thấy là cũng khá là giàu đó anh em ơi. À, dân chơi này có vẻ là phối đồ là cũng bờ rồ đây. Ê Lâm ơi, nhớ là đề phòng nha mày. Biết rồi anh hai ơi. Không phải là thanh niên này là gà đâu anh em ơi. Mình nhìn cái pháo đồ là mình nghĩ là cũng bờ rồ ấy. Cho nên là mấy Lâm phải đề phòng là bắn kỹ vô anh em ơi. Không bắn kỹ là xác định nó cho lên trên bảng điểm số là thôi nhục như con cá nục luôn ấy. Rồi cuối cùng cũng 3 ván rồi nha anh em ơi. Nếu như mà các bạn chưa có like cho bé Lâm á thì đừng quên là cho bé Lâm xin một like kèm theo đó là một cái đăng ký kênh để cho bé Lâm có động lực và lật kèo nha anh em ơi. Chuẩn bị lật kèo rồi. Đây chính là một trận đấu cuối cùng này, thanh niên kia qua bắn đó là xác định bé Lâm sẽ cố gắng cũng như là lật kèo những cái trận đấu còn lại anh em ơi. À, dân chơi này lại cà khịa này. Mấy dân chơi bên Indonesia này cũng giống như là các server khác thôi anh em ơi. Thấy AFK là lại đứng im cũng như là cà khịa anh em à. Quái chạy đồ đũa thật sự luôn ấy. À, dân chơi này bằng hành động nhảy này. Hành động này hình như là tôi nhớ không nhầm là nhảy chung với lại là cả đội luôn anh em ơi. Ở trong sảnh chờ ấy.
Ui, quái nồi, chưa có bắn máy lâm nữa nè anh em ơi. Bắn đi. Bắn lẹ đi năng nỉ, nãy giờ là câu giờ hơi bị lâu luôn rồi đây. Dắn chơi là đúng ảo ma Canada, Sokola, Lazada, Shopee luôn anh em ơi. À, đây rồi, cuối cùng cũng bắn máy lâm rồi nha. Được rồi anh em ơi, giây phút thua cuộc tới rồi. Gì vậy hai? Ủa, lộn, giây phút lạc kèo tới rồi anh em ơi. Lâu lâu tôi bị lẹo lưỡi xíu anh em à. Thôi không sao, combo mà 40 này. Ui, ngon rồi. Combo súng thủ với Lâm luôn anh em ơi. Thanh niên này biết lựa súng đây. À, lưu về Lâm ơi. Tầm này là thanh niên kia có vẻ là bắn cũng khá là gắt anh em ơi. Do là được chấp xong bốn dáng ấy. Cho nên là nó tự tin đây. Dắn chơi nè. Ui, pha này thanh niên Lâm là bắn nhưng mà chắc là mình nghĩ thanh niên kia yếu anh em ơi. Mở máu lại Lâm ơi. Đấy, tầm này là phải bắn kỹ một xíu ấy. Ui, công ơi luôn kìa. Không cho bé Lâm bơm máu luôn. Xin nhẹ cái nồi công điện nha. Này thì không cho bé Lâm bơm máu hả mày. Thứ gì mà chịu cho nổi. Bé Lâm, anh thách em là ở trong trận đấu này. Em mà bắn được hết sọt á, anh cho em 15k kim cương. Rồi rồi, nay nói rồi nha. Việt Nam nó là làm luôn. Phai Lan và Châu này, đúng không? Đúng luôn. Đúng luôn, đúng luôn. Đù, ném ghê với mày. À đi rồi. Dắn chơi nè. Một pha lên đầu. Ui Lâm ơi, anh nghĩ là yếu lắm luôn rồi đây. Từ từ từ, bây giờ là thanh niên bên kia là đang bơm máu anh em ơi. Nhảy xuống chơi luôn, sao mà đỡ được nè. Hết sọ luôn anh em ơi. Lần này bé Lâm cho thanh niên Indonesia này khóc bằng tiếng Việt Nam luôn chứ còn gì nữa. Đúng rồi, mua M1887 Lâm ơi. Đây rồi anh em ơi, combo M1887 level 7 này. Em thấy combo này mạnh lắm luôn anh hai. Bé Lâm là nó đang chơi trong cái hàng mà phải nói là full súng level 7 level 8 luôn anh em ơi. Phải nói là rất chi là ngầu luôn ấy. Cái hàng này công nhận là nó giàu hơn là cái hàng mình ở bên server của Việt Nam luôn anh em à. À thì do là vô tình tụi mình là có được cái hàng này á, cho nên là chắc có lẽ tụi mình không có chơi server Indo đâu anh em ơi. Chủ yếu nếu mà có chơi server nước ngoài thì chơi của Bangladesh với lại là server của Thái Lan anh em ơi. Indo nói chung là tụi mình không có chơi, cho nên là băng nào mà chơi của server Indo á thì tụi mình cho cái hàng này nha. Ui nãy giờ thiên kia gượt em kìa. À đi rồi, chơi lắm ơi. Mặc dù làng này nói chung là cũng khá là VIP đấy, nhưng mà vẫn cho anh em ơi. Do là Indo nói chung tụi mình không chơi anh em à. À đi rồi. Đã chạy đường này móc hả. Hết sọt luôn anh em ơi, chịu gì nổi. Ok, bây giờ tỷ số là 3-4 rồi nha. Đây chính là một cái trận đấu mà sang bằng tỷ số của bé Lâm anh em ơi. Rồi rồi, chuẩn bị sang bằng tỷ số rồi chứ còn gì nữa. Phải không vậy, là thua luôn là quải chè đậu đũa đây. Gì thua hoài vậy anh hai. Khoai lang vào trâu, khoai lang vào heo. Thanh niên Lâm ném là chút cái nẹt luôn anh em ơi. Ha, à, chắc là mình nghĩ là thanh niên kia có vẻ là đang đi núp rồi đây. Ui, có qua kìa. À, đi rồi, nó chơi máu chiến anh em sao ơi. Sao mà đã được nè. Đù, pha này bé Lâm bắn trúng nhưng mà không đáng kể anh em à. À, từ từ Lâm ơi, coi chừng nó công lên đây. À, máu em kìa. Quái nồi, thanh niên này mặc dù là bị bắn trúng nhưng mà vẫn công lên chia liều mạng luôn anh em ơi. À đây rồi, xin dính biệt cũ nè. Ê, nó yếu máu rồi đó. Đây nè, nóc lên. Rồi, cuối cùng là bé Lâm cũng đã chính thức sang bằng tỷ số 4 đều rồi nha. Được cô đó rồi. À anh em ơi, quên nói với anh em nữa, nếu như mà anh em xem tới đây rồi á thì nhớ là chiều nay qua kênh bé Lâm Gaming cũng như là để được tặng hạt nha. Comment ID game tụi mình là chọn ra một bạn mà may mắn nhất cũng như là xem video ấn like này, không tua này, và tụi mình kết bạn trực tiếp cũng như là tặng nha anh em ơi. Chơi là phải chơi tới bến như này ấy. Khoai lang chè trâu nè. Khoai lang chè heo nữa này. Không trúng luôn anh em ơi. Trời ơi, Thiên Lâm đúng kiểu là mình sẽ liệt kê nó vào danh sách mà ném lụ á anh em. Nó dở tàn xương gió lạnh luôn anh em ơi. Ê Lâm ơi, hình như là nó bình hướng chứ mà em ơi. Biết rồi anh hai, công lên rồi kìa. À, dân chơi này, công á mày, công này. Dân chơi nè. Một pha lên đầu này nhưng mà chưa đủ đam anh em ơi. Chắc anh nghĩ là nó còn dưới là 150 máu ấy. Dân chơi này, dân nóc nhà luôn chứ còn gì nữa. Ok anh em ơi, cuối cùng là bé Lâm nó cũng đã lật kèo với tỷ số là 5-4 rồi nha. Đấy, qua bên server của Indonesia nhưng mà vẫn là kèo bình thường anh em à. Bây giờ thì chắc có lẽ là anh em tụi mình sẽ dừng với đéo đây nha anh em ơi. Bye bye.